làm nồi cho Exeter 150 tại tiệm sửa xe khách. Xe này chạy đi thuộc nồi hao xăng nha anh em, máy yếu ha. Anh em nào muốn làm nồi chạy 150 chạy mạnh bền bốc tiết kiệm xăng cứ qua tiệm xe khách ha. Tới ngay địa chỉ 462 xe 15 đường 3 tháng 2, phường 2 quận 10. Khách nhận làm full nồi cho anh em. Thời gian làm nồi khoảng nửa xong. Khánh mở cửa từ 8 giờ tới 5 giờ nha anh em. 8 giờ tới 5 giờ ha. Tất cả ngày trong tuần. Có nhận nó gấp máy lên full 150, 175, 200, 250 nha anh em. Bao cho anh em đi tour đi phượt mạnh bền ha. Một bộ cam gọi thời gian ba gia phải không? Chào tất cả anh em.